Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Được suốt đêm, được đúng một đêm, không có vạc anh em ạ. Ở lối này không có vạc. Dạ, đúng một đêm nè. Chập tối thì bay nhiều mà mình không bảo gì. Bay được một đêm sao? Mỗi tối đánh được vài con thì nó còn có khi thế, được con vậy đánh không ăn thua. Về thôi anh em ạ. Không
có cái thần thế gì. Nay gió to mà không có mưa anh em ạ. Chắc 1-2 ngày tới đây thì may ra mưa thì mới có vạc đi. Toàn vạc lẻ đó. Xin chào tất cả mọi người nhé.